Tập 59. Ôi, cái tên tiểu tử này vẫn còn đứng được hả? Tới đi. Lại đây. Đừng. Hai. Đúng ca, đã nhường rồi. Xong tiểu thương, tôi đi là chắc rồi. Tạm biệt nha. Để thổ phỉ vẫn là thổ phỉ, không có một chút nhân tính nào hết. Ê, Dương Mậu Tử, để nghe cho rõ đi. Lần này không tính, đợi đệ về rồi chúng ta sẽ lại đấu tiếp. Không thành vấn đề. Nhìn vậy mà yếu hơn á. Ê, cười gì mà cười chứ. Đi, về chỗ hết đi. Nhảy lên, nhảy lên, đi. Đi đi. Thiệt tình. Với địa hình của sông Tiểu Thương, rừng cây rậm rạp, rất tiện cho mai phục. Lần này chúng ta quyết không được sơ suất. Hai người các đệ hãy đi cùng ta. Đại ca, vậy chúng ta còn chần chừ gì nữa? Lên đường thôi, cứ tiếp tục phái chúng đệ đi được rồi. Đại ca, có phải ý huynh là muốn nói để Dương Tái Hưng ở chỗ sáng, còn chúng đệ chỗ tối? Một khi có chuyện xảy ra, lập tức ứng cứu. Đúng vậy. Đại ca, vậy hãy để cho đệ đi đi. Chờ, chờ. Không xong rồi. Mậu Tử Thúc sợ Ngưu Thúc đợi đi sông Tiểu Thương nên đã đưa 300 người đi tiếp binh rồi. Cái gì? Mậu Tử này chưa chịu bỏ tánh thổ phỉ, đợi hắn về đây xử theo quân pháp. Ê, đại ca, hãy để cho đệ tiếp ứng. Lập tức xuất phát. Dạ. Tướng quân, sao rồi? Nhà phi trả lời thư rồi, đêm nay ở sông Tiểu Thương, huynh ấy sẽ tiếp ứng chúng ta. Tốt quá rồi, không thể chậm trễ. Huynh mau đi thu dọn các thứ, ta về chuẩn bị. Vũ Văn đại nhân, cẩn thận nha. Sao hai người đó lại đi cùng nhau vậy? Hàng tướng quân, một mình ngài chuẩn bị hành trang định đi đâu vậy? Hả? Có quân lệnh của Tứ Thế Tử không? Đỗ tướng quân, hả? Tới đây không biết có chuyện gì. Làm gì đó?
Nè hai người kia, mọi đứng lại cho ta. Mau báo cho Hạ tướng quân. Dạ. Cứu ta với, cứu ta, cứu mạng. Vũ Văn đại nhân, Vũ Văn đại nhân, Vũ Văn đại nhân đã thu dọn xong chưa? Mau đi thôi. Hàng Thường, Tư Thái Tử không mặc đãi ngươi, vậy mà ngươi dám làm chuyện này? Mau cùng ta đi gặp Tư Thái Tử. Phải coi ta có đồng ý hay không đã. Tư Thái Tử, Hạ Kim Mô, Hạ Kim Mô hắn, Hạ Kim Mô hắn muốn tạo phản. Sông Tiểu Thương. Truyền lệnh xuống dưới, hôm nay phải giết chết hết bọn chúng ở đây cho ta. Hey!
Kim Ô, để xem hôm nay ta lấy đầu của ngươi thế nào. Trương Bảo, đệ trụ tử, huynh đệ, Dương Mâu Tử đâu? Dương Mâu Tử. Yeah!
cạn sông ly này, kiếp sau chúng ta lại làm huynh đệ. Cạn. Nguyện kiếp sau chúng ta sẽ cùng nhau chinh chiến xa trường. Đại nương, kiếp sau con sẽ làm con trai của người. Nè, để ta làm cho. Cứ để ta. Để ta quay về, ta sẽ lấy mùi. Tiểu Quỳ, các huynh đệ nhanh tay lên nào, lát nữa các huynh đệ Bắc Doanh sẽ đánh thắng trận trở về, chúng ta sẽ cùng nhau ăn uống vui vẻ. Được. nè hả, tướng quân, cậu đi lấy một ít bột mì ra đây. Được. Chúng ta không cần làm sơn hào hải vị gì, nhưng mà chúng ta chỉ cần no bụng là được rồi. Ta nói có đúng vậy hay không? Đúng vậy. Đúng vậy. Nào mọi người cố gắng lên, không ai được lười biếng đâu đó. Nghe thấy chưa hả? Yên tâm. Tướng quân, bột mì ở trong kho không còn nhiều nữa. Không nhiều nữa hả? Dạ. Đem hết ra đi. Mọi lên. Dạ. Báo tướng quân, bọn họ về rồi. Dương tướng quân về rồi sao? Dương tướng quân. Dương tướng quân. Ha 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 ha
Dương Bồ Tử, ta đã làm bàn thầu xong hết rồi, đang đợi để về ăn đi. Dương Tái Hưng chi mộ. Huynh đệ, Dương Bồ Tử, Dương Bồ Tử, Mồ Tử, Mồ Tử. Trước cô Trương Dực Đức, nay cô Dương Tái Hưng, thần dũng trường bác mầu, thiên cổ truyền danh sáng, binh tai phụ nhũ tử, phong quả nhọc nương thân, đệ từng là kẻ thù của ta, cũng từng là ân nhân của ta. 10 năm làm huyện mã, toàn giả mạo phong trần, đời này không hối hận, không hổ hiếu tương quân. Thiếp xin chàng
có thể không giết con trai của ông ấy không? Dừng tay! Vũ Văn Hư Trung, ngươi dám lừa gạt đại tướng của ta, phạm vào đại kỵ ở trong quân. Nói cho ngươi biết, chính ngươi đã ép ta giết ngươi. Đối với ta mà nói, ngươi luôn là một con ngựa hoang không tài nào thuần quả. Nhưng đối với đại tống mà ngươi một lòng một dạ trung thành, thì ngươi được lắm. Ngươi yên tâm, mẹ và con trai của ngươi, ta sẽ cho họ ra đi. Vậy trước khi chết, ngươi còn có yêu cầu gì hay không? Nói đi. Đa tạ, Tư Thái Tử. Trước khi ta đi, có thể cho ta gặp mẹ ta và con trai ta một lần không? Mẹ, tha thứ cho con. Cha, cha, sao cha lại khóc? Thằng ngốc này, không phải hai người được thả đi sao? Cha vui lắm con à. Vậy con cha, hai người đi trước đi, cha sẽ đi theo sau. Tiểu Bảo Bảo, Tiểu Bảo Bảo. Dạ. Con phải nghe lời bà nội, nghe chưa? Dạ. Con trai, con yên tâm, mẹ sẽ nuôi dưỡng Tiểu Bảo, để thằng bé sau này lớn lên sẽ thành người như con. Đổ xuống, tên phản đồ ngươi phải chết, phản tặc. Hả?
bản thân. Bằng nước cầu Vinh, người sẽ không được chết tốt. Nguyên soái, bên ngoài trướng có hàng trăm binh lính đang đòi buông giáo, xin nguyên soái phát lệnh định đoạt. Là binh lính ở đâu vậy? Là bố nguyên quân của nguyên soái. Nó là lính trong doanh trại cũng có khả năng. Nếu là bố nguyên quân, ai ai cũng quyết chiến sinh tử, xung phong trận tiền, sao có thể đòi về quê được chứ? Chuyện này chắc có gì không ổn. Phải gọi bọn họ vào đây mới có thể nói rõ. Nói ta có chuyện muốn nói. Dạ. Không biết có được không, không biết có được không nữa. Ta chỉ muốn quay về. Ta chỉ muốn quay về thôi. Nguyên soái, xin nguyên soái ân chuẩn cho chúng tiểu nhân được phép cắt lương thực. Cho chúng tiểu nhân về quê làm ruộng. Xin nguyên soái cho chúng tiểu nhân về quê làm ruộng. Cho chúng tiểu nhân về quê làm ruộng. Nguyên soái, các doanh trại khác đều không xảy ra chuyện gì. Huống hồ là nguyên soái đối xử các ngươi như con của mình. Các ngươi định? Hiện giờ giặc Kim đang làm loạn. Các ngươi chính là sức lực của Đại Tống, sao đột nhiên đòi cắt lương về quê? Tiểu nhân rất đa tạ công ơn của nguyên soái, nào dám có ý muốn về quê. Nhưng mà hôm nay phát lương thực một đấu chỉ được có 7-8 lượng, mà đều là cám thô, cho nên lòng quân không phục. Xin nguyên soái minh xét. Chuyện này là sao? Để mau đi điều tra đi. Dạ. Đứng dậy đi. Mau đứng dậy. Đứng dậy. Vậy các huynh đệ cứ về trước đã. Chuyện này để ta. Ta nhất định trả lời rõ ràng cho mọi người biết. Tạ ơn nguyên soái. Đại ca, đây làm rõ được vấn đề lương thảo rồi. Mọi chuyện là sao? Lương thảo mà triều đình đưa tới đều là thức ăn thô. Quản lương thực nói gạo đã bị cắt hết. Nếu không phát cho quân thì không còn gì để duy trì nữa. Lại là quỷ kế của Tần Cối. Đại ca nói đúng. Kẻ vận chuyển lương thảo chính là thân tín của Tần Cối. Đại ca, chúng ta phải làm sao đây? Hiện giờ chúng ta có 3 kẻ địch lớn. Một là Kim Ngột Thuật, 2 là Tần Cối, 3 là thời gian. Bây giờ thiếu lương thực. Không có lương thảo là không có thời gian. Nếu không có thời gian thì Kim Ngột Thuật có thể trốn mà không đánh. Chiến tranh nếu kéo dài thì càng bất lợi cho quân ta. Tiếp tục như vậy chắc chắn thất bại. Vậy đại ca, vậy phải mau chóng nghĩ cách để giải quyết vấn đề lương thực. Chúng ta có thể nhờ người trong nghĩa xã, nhờ bọn họ giúp chuyện này. Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Được rồi, vậy để sẽ đi tìm Lương Tiểu Ca. Khoan đã. Chuyện này hãy để ban ngày rồi đi. Ban ngày? Để sợ sẽ bị lộ hành tung. Không, ta muốn để giống trống mở cờ mà đi. Hơn nữa phải để cho Kim Ngột Thuật biết rõ.
Vết thương có nặng không? Không sao, tao không sao. Thiếu quân Lương tiểu ca, mọi người tới thật đúng lúc. Thật đã làm phiền hai vị rồi. Chuyện nên làm mà. Chúng tôi chỉ đem lương thảo dùng trong nửa tháng, mong là các vị tướng quân đừng trách chúng tôi. Đại ca dự liệu trường hợp này rồi. Lương thảo trong nửa tháng đã là ngoài mong đợi. Chỉ là hai vị cố gắng giữ kín bí mật này. Nếu có ai hỏi tới, cứ nói lương thảo trong 3 tháng. Yên tâm đi, không thể chậm trễ, chúng ta mau đi thôi. Cứ quên để đi. Đi. Được. Chàng đang nghĩ gì đó? Không biết đại ca giờ sao rồi. Lần này bên phía đại ca bao nhiêu là chuyện vậy? Hôm nay nghe nói Tần Cối lại giở trò xấu. Hả? Ông ta nói sẽ dốc toàn lực ủng hộ Nhạc Phi, lương thực sẽ cung cấp không thiếu một đấu. Nhưng thực tế thì sao? Lấy cám để làm lương thực đó. Tình khốn này, rõ ràng muốn cắt đứt lương thực của đại ca mà. Chứ còn gì nữa, cứ nhắc tới Tần Cối là để lại sôi máu. Tới cả triều đình đại nhân cũng bị hắn giết, còn chuyện gì mà hắn không dám làm ra chứ. Nè, sao không thấy Triệu cô nương đâu? Lúc nãy còn thấy mà, giờ không thấy đâu nữa. Bài vị cha triều đình. Cha, cha yên tâm, con gái xin hứa nhất định sẽ báo thù cho cha.